chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Ukraine tuyên bố xóa mờ lợi thế hỏa lực của Nga. Đài Al Jazeera dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Habriliu tại một sự kiện gây quỹ từ thiện gần đây rằng tỷ lệ chênh lệch về quyền sử dụng đạn pháo trên mặt trận Nga-Ukraine đã giảm so với mùa đông năm ngoái. Khi đó tỷ lệ là 1/8, hiện nay tỷ lệ là 1/3, ông Habriliu cho biết thêm. Phía Ukraine cho rằng bằng cách xóa mờ lợi thế hỏa lực của Nga, họ đang gây sức ép lên lực lượng dự bị của nước này. Tuyên bố mới này phù hợp với phát ngôn trước đó của Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sikri và Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng trước, cho rằng Ukraine đã đáp lại được 1/2,5 quả đạn pháo mà Nga bắn ra. Không có lời giải thích đầy đủ cho sự thay đổi này. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng nguyên nhân có thể đến từ cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk của Nga ngày 6 tháng 8. Những lý do khác có thể bao gồm việc Ukraine nhận lại được viện trợ từ Mỹ vào tháng 5 năm nay sau khi phải chịu tình trạng thiếu hụt đạn pháo vào mùa đông 2023-2024 khi Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ trì hoãn viện trợ quân sự trong 6 tháng. Vào ngày 26 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết tôi đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng phân bổ toàn bộ số tiền hỗ trợ an ninh còn lại trong khoản đã được phân bổ cho Ukraine vào cuối nhiệm kỳ của tôi. Con số này vào khoảng 5,5 tỷ đô la rút từ kho dự trữ hiện có và 2,4 tỷ đô la theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI, trong đó có việc đưa vào sử dụng vũ khí mới. Ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Năm nay, Kiev đã bắt đầu tự sản xuất đạn pháo 155mm trong nước. Trước đó, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Herman Smetanin cho biết năm nay Ukraine sẽ sản xuất nhiều pháo hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Thủ tướng Ukraine Denis Mihon phát biểu tại một diễn đàn về công nghiệp quốc phòng ở Kiev hôm 21 tháng 9 rằng cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã tăng trưởng gấp 3 lần vào năm ngoái và tăng gấp đôi trong 8 tháng đầu năm nay. Yếu tố ảnh hưởng thứ tư có thể là tốc độ Ukraine tiêu hủy đạn dược và pháo binh của Nga. Ví dụ, những thành công đáng kể trong việc phá hủy các cơ sở hậu cần và kho đạn dược của Nga bằng máy bay không người lái do Ukraine sản xuất trong nước. Chẳng hạn, các cuộc tấn công vào hai kho vũ khí ở vùng Tver và Krasnodar Krai ở Nga 2 tuần trước đã phá hủy khoảng 32.000 tấn đạn dược. Bộ Tham mưu của Ukraine trước đó đã tuyên bố tấn công một kho đạn dược khác tại thành phố Kolubán ở thành phố Volgograd của Nga, mặc dù ảnh vệ tinh của NASA cho thấy vụ nổ xảy ra bên ngoài cơ sở này. Trong khi đó, các đồng minh của Ukraine cũng công bố các gói viện trợ quân sự mới, bao gồm hình thức hợp tác quân sự công nghiệp. Chẳng hạn, Ukraine và Đan Mạch đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng hôm 29 tháng 9 với một mô hình tài chính mới, trong đó Đan Mạch góp 175 triệu euro cho ngành công nghiệp vũ khí trong nước của Ukraine và sẽ thu hút thêm 400 triệu euro từ lợi nhuận của các tài sản nhà nước Nga bị đóng băng. Số tiền này dùng để phát triển máy bay không người lái tấn công, mìn chống tăng và tên lửa của Ukraine. Hôm 3 tháng 10 vừa qua, Ukraine tuyên bố đã phá hủy hệ thống radar Nebo-M trị giá khoảng 100 triệu đô la của Nga bằng tên lửa đạn đạo ATACMS của Mỹ. Các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy thành công trạm radar Nebo-M của Nga bằng tên lửa đạn đạo ATACMS. Radar dẫn thông báo từ Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 3 tháng 10 và nhấn mạnh, việc phá hủy radar Nebo-M làm giảm đáng kể khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu trên không của đối phương. Các quan chức quân sự Ukraine thêm rằng Nebo-M là mục tiêu rất khó tấn công vì nó hoạt động ở chế độ tàng hình, quét đường chân trời để tìm mục tiêu trên không. Ukraine cũng khẳng định Nga chỉ còn 10 hệ thống radar Nebo-M với chi phí cho một hệ thống lên tới hơn 100 triệu đô la. Việc phá hủy radar Nebo-M sẽ tạo ra một hành lang trên không thuận lợi cho việc sử dụng hiệu quả tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP IGI. Các hoạt động chiến đấu của lực lượng phòng thủ chống lại các mục tiêu quan trọng của đối phương vẫn tiếp tục. Bộ Tổng tham mưu Ukraine kết luận, xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài suốt hơn
2 năm rưỡi qua, nhưng chưa tìm ra một giải pháp ngoại giao giúp giảm leo thang. Trong bối cảnh đó, chính quyền Estonia đang xem xét về khả năng gửi binh sĩ tới khu vực phía Tây Ukraine để tham gia vào các nhiệm vụ phi chiến đấu. Chúng tôi hiện chưa đưa ra quyết định cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pekup phát biểu tại một sự kiện được tổ chức ở Warsaw, Ba Lan hôm 2 tháng 10 và nhấn mạnh, trước hết, chúng tôi cần đảm bảo an toàn cho các binh sĩ của mình. Việc di chuyển một đơn vị có quy mô cỡ lữ đoàn với trang thiết bị quân sự sẽ là một mục tiêu quan trọng đối với người Nga. Vẫn theo Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, quyết định triển khai quân tới Ukraine phải được sự chấp thuận từ các quốc gia thành viên NATO khác, đồng thời phải tính tới tất cả những chi tiết như các biện pháp bảo vệ tương xứng cũng như công tác hậu cần. Estonia không phải là quốc gia thành viên NATO đầu tiên nêu ý định gửi quân tới Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong một sự kiện tổ chức ở Paris vào đầu năm nay, cũng đề xuất các quốc gia phương Tây xem xét gửi bộ binh đến những tỉnh nằm ở phía Tây Ukraine. Ngoài ra, còn một số quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia vùng Baltic, đã công khai ủng hộ ý tưởng này hoặc bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, phần lớn NATO, bao gồm cựu Tổng thư ký Jens Stoltenberg, đã bác bỏ khả năng như vậy. Cách Nga hạ gục pháo đài bất khả xâm phạm Vuleda ở Ukraine. Nga được cho là đã kiểm soát hoàn toàn pháo đài bất khả xâm phạm Vuleda ở khu vực Donetsk, trong khi Ukraine phải tạm dừng hoạt động cửa khẩu với Romania. Các kênh Short Telegram và các blogger quân sự ủng hộ Moscow ngày 2 tháng 10 cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Vuleda ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Hãng Reuters không thể xác nhận độc lập các thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga cũng vẫn chưa xác nhận việc kiểm soát được thị trấn, được ví như pháo đài bất khả xâm phạm của Ukraine. Mặc dù vậy, đã xuất hiện nhiều hình ảnh quân nhân Nga vẫy cờ trên mái nhà hành chính ở trung tâm thị trấn Vuleda. Một quan chức Ukraine hôm 1 tháng 10 xác nhận quân đội Nga đã tiến đến trung tâm thị trấn Vuleda, kiểm soát vùng đất cao chiến lược này là thành quả mà Nga có được sau nỗ lực tấn công suốt hơn 2 năm qua. Vuleda là một thị trấn khai thác than với dân số trước xung đột khoảng 14.000 người. Việc kiểm soát hoàn toàn Vuleda như một bước đệm quan trọng để Nga kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở miền nam Ukraine. Vuleda có tầm quan trọng chiến lược vì địa hình cao, vị trí gần ngã ba của hai mặt trận chính ở phía đông và phía nam Ukraine. Vuleda cũng nằm gần tuyến đường sắt nối bán đảo Crimea mà Nga đơn phương sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua, nhưng chưa có tín hiệu lắng dịu. Ukraine ngày 2 tháng 10 cho biết đã bắn hạ 11 máy bay không người lái UAV trong cuộc tấn công trong đêm từ phía Nga. Lực lượng không quân Ukraine nói rằng họ đã phá hủy 11 trong số 32 UAV Nga. Ngoài ra, 4 UAV khác đã rời khỏi không phận Ukraine về hướng Nga và 10 chiếc đã bị lực lượng tác chiến điện tử Kiev vô hiệu hóa. Thống đốc địa phương Oleg Kipper cho biết trên ứng dụng Telegram rằng UAV Nga đã tấn công Izmail gần sông Danube ở phía nam khu vực Odessa. Người Nga nhắm vào cảng và cơ sở hạ tầng biên giới, ông Kipper nói, và cho biết cửa khẩu Olivka giữa Ukraine và Romania đã tạm thời dừng hoạt động do bị pháo kích. Theo bản cập nhật tình báo mới của phương Tây, Nga duy trì một mạng lưới phòng không rộng khắp, nhưng Moscow không thể ngăn Ukraine sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ nước này. Ukraine đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái để thực hiện một loạt các cuộc tấn công vào các kho đạn dược quan trọng của Nga trong tháng này, gây ra thiệt hại trên diện rộng và phá hủy hàng tấn vũ khí. Lần tấn công gần đây nhất khi máy bay không người lái tầm xa Ukraine đã vượt qua được hệ thống phòng không của Nga, tấn công một kho đạn dược ở khu vực Volgograd. Trang Business Insider nhận định, các cuộc tấn công đánh dấu sự thành công của máy bay không người lái tầm xa của Ukraine, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng ngăn chặn của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Anh, mặc dù Moscow vận hành một mạng lưới phòng không rộng khắp, bao gồm các hệ thống tên lửa đất đối không, khả năng tác chiến điện tử, súng phòng không và máy bay phản lực chiến đấu. Tuy nhiên, Kiev có thể thực hiện các cuộc tấn công lớn liên tiếp trong thời gian ngắn, khiến Nga phải vất vả đối phó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động.
Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!